Trong vườn trẻ, tôi thề sẽ bảo vệ cô bạn gái nuôi của tôi. Và cậu ấy nói với tôi là định mệnh của cậu. Nếu dám thích cô gái khác, thì tôi sẽ đập vỡ đầu chó của cậu. Năm 18 tuổi, cậu ấy lại bất chấp tất cả yêu kẻ cầm đầu trường. Cậu ấy nói anh ta khác biệt, sống động, giống như một tia sáng, chiếu sáng cuộc sống tẻ nhạt của cậu ấy. Dù kẻ cầm đầu trường hẹn cậu ấy trốn học đi đua xe, là học bá, cậu ấy quay lưng bước ra khỏi lớp. Thậm chí vì anh ta, cậu ấy bất chấp tất cả bỏ rơi tôi trong biển lửa. Nhìn biển lửa trước mắt, tôi lại cảm thấy lạnh lẽo. Cháy không chỉ là lửa, mà còn là tình cảm 18 năm của tôi dành cho cậu ấy. Khi tôi chỉ còn hơi thở cuối cùng, may mắn thay, lính cứu hỏa hóa thành thần cứu tôi thoát khỏi biển lửa. Sau đó, tôi đi du học, không bao giờ gặp lại cậu ấy nữa. Nhưng không ngờ 10 năm sau, chúng tôi gặp lại nhau trong một cuộc họp thương mại. Tôi tưởng cậu ấy đã kết hôn với kẻ cầm đầu trường năm đó, Đường Tam, và sống hạnh phúc. Nhưng không ngờ, cậu ấy nhìn tôi chằm chằm, rồi bật khóc. Cậu có biết tôi đã tìm cậu bao lâu rồi không? Gặp lại Lưu Như Yên là trong một bữa tiệc thương mại. Cậu ấy cúi đầu suy tư, tự nhiên để lộ một phần cổ trắng như tuyết như con thiên nga. Rõ ràng xung quanh là đám đông nhổ nháo, nhưng vẫn giống như cậu ấy đã tạo ra một vòng tròn, vùng cấm, không cho người lạ vào, rõ ràng là thu hút ánh nhìn. 10 năm không gặp, cậu ấy có vẻ lạnh lùng hơn trước, nhìn những người khác, giống như tuyết vĩnh cửu trên vùng đất băng giá. Có lẽ chỉ khi nhìn Đường Tam, tuyết mới tan chảy thành mùa xuân ấm áp. Cậu ấy không nhìn thấy tôi, chỉ cúi đầu, trong mắt có chút không kiên nhẫn. Tôi nhìn chằm chằm vào người bạn bên cạnh cậu ấy, là tiểu thư nhà Lưu, vừa về nước đã lên nắm quyền. Nghe nói là học sinh tốt nghiệp trường đại học Newton, vừa về đã khuất phục hội đồng quản trị. Không phải kiểu con nhà giàu vô dụng, đẹp trai đấy. Đây chính là tiêu chuẩn nữ chính của Bạch Phú Mỹ rồi. Nghe nói những người theo đuổi cô ấy có thể xếp từ Cai Su Cun đến Pháp đấy. Thật sự là... Tôi không nói gì. Trong đầu, lại bất giác hiện lên hình ảnh Lưu Như Yên ngày xưa. Lưu Như Yên 17 tuổi, da trắng đến mức trong nắng có phần trong suốt. Nhìn tôi chăm chú, trong mắt có chút cười nhẹ. Giọng nói giống như băng tan trong suối mùa xuân. Thành, sau này chúng ta cùng vào một trường đại học nhé. Đó là kỷ niệm quá xa xưa. Rõ ràng là tôi đã quên. Bây giờ nhớ lại, vẫn rõ ràng như ngày hôm qua. Không cần, đi thôi. Ngay lúc đó, Lưu Như Yên ở cách đó không xa liếc nhìn tôi, rồi bất ngờ dừng lại trên người tôi. Cậu ấy sững sờ, rồi lập tức đẩy đám đông ra, bước nhanh về phía tôi. Thành, không biết có phải tôi nhìn nhầm không? Vòng mắt cậu ấy có vẻ đỏ. Tôi giả vờ không thấy, quay người rời đi. Tôi và Lưu Như Yên lớn lên cùng nhau, chơi với nhau từ nhỏ. Từ bé, hai nhà chúng tôi rất thân thiết. Có thể nói là trước 18 tuổi, chúng tôi là một cặp trời sinh. Nhưng khi kẻ cầm đầu trường Đường Tam xuất hiện, mọi thứ thay đổi. Đường Tam khác biệt với tất cả những chàng trai tôi từng gặp. Nói dễ nghe là độc lập, nói khó nghe là một tên lưu manh. Trong khi những chàng trai khác đều ngoan ngoãn, mặc đồng phục, cậu ấy lại mặc áo ba lỗ đen bó sát, để lộ cơ bụng và hình xăm ẩn hiện, khiến các cô gái lén lút nhìn trộm. Cậu ấy thích yêu đương, gần như tất cả các cô gái xinh đẹp trong trường đều bị cậu ấy tán tỉnh. Trong khi mọi người đều giống nhau, bị khắc ra, cậu ấy giống như pháo hoa khác biệt, thu hút ánh nhìn của nhiều người, bao gồm cả Lưu Như Yên. Ban đầu, người như Đường Tam không nên có bất kỳ mối liên hệ nào với Lưu Như Yên. Một bên là con vật luôn bị bỏ lại phía sau, bố mẹ là con nghiện cờ bạc, không bao giờ quan tâm đến cậu ấy, giáo viên cũng không để ý đến cậu ấy. Một bên là học bá luôn đứng đầu bảng xếp hạng, gia đình giàu có là niềm tự hào của giáo viên và phụ huynh. Nhưng họ lại bất ngờ như vậy. Lần đầu tiên nhận được thư tình của Đường Tam, Lưu Như Yên đã ném thẳng vào thùng rác. Rồi Đường Tam đích thân đến gửi lá thư thứ hai. Cậu ấy chặn Lưu Như Yên ở góc tường, cười gian tà, đặt tay lên đầu Lưu Như Yên, ghé sát tai cô ấy, thổi ra làn khói trắng. Lưu Như Yên, anh thích em, làm bạn gái của anh nhé. Tôi đã nghe thấy cộng đồng độc giả thúc giục cập nhật. Đó là sự điên cuồng của độc giả. Amino.